Huyện Mê Linh, nơi cách trung tâm Hà Nội 30 km, được coi là thủ phủ của các loài hoa. Những ngày này, khi nhiệt độ giảm sâu cùng mưa phùn nồm ẩm, ảnh hưởng đến chất lượng của hoa, nhiều vườn hoa tại nơi đây đã được thắp đèn xuyên đêm để sưởi ấm, kịp tiến độ phục vụ đợt Tết Nguyên đán, chủ yếu với các loài hoa cúc và hoa ly. Nếu mà không có điện để có cái ánh sáng thì là và tăng thêm cái nhiệt độ về đêm này cho nó ấm thì cây cúc này nó chỉ độ 2 tháng, 2 tháng rưỡi mà nó ra nụ hoa bông hoa nó sẽ kém và cây nó sẽ ngắn. Nên là sau khi ta cấy được độ 15 ngày bắt đầu ta tăng điện để tăng tăng ánh sáng để khoảng độ như thời tiết như thế này là phải phải một tháng điện. Sau khi ta rút điện, ta tính ngày ăn ta rút điện là sau 2 tháng sẽ được thu hoạch. Chi phí mỗi một đợt như thế này phải rơi vào khoảng độ 6 700.000 tiền điện. Ý nghĩa của việc trăng uh, đèn tức là kéo điện để chúng ta thắp sáng cho cây nó có tác dụng như là về mùa đông thì nó tăng thêm nhiệt trên mặt ruộng và nó tạo cái sự quang hợp về ban đêm làm cho cây sinh trưởng đều đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của thị trường khi mà trăng đèn thì chúng ta cũng sẽ tính đến thời điểm là khi ta thắp điện cái đó chúng ta tạo được cái thời điểm thu hoạch của hoa nó vào đúng như cái dự kiến mà mình đã xếp đặt kế hoạch thu hoạch hoa Hợp tác xã chúng tôi rất là kỳ vọng về cái diện tích hoa và chuẩn bị phục vụ của cái Tết Nguyên đán này và chúng tôi kỳ vọng là sẽ thu được cái giá trị sản phẩm nó sẽ lớn hơn so với năm ngoái. Bằng những biện pháp giữ ấm cho cây và tính toán ngày giờ kỹ lưỡng cho hoa nở, người dân trồng hoa tại đất Mê Linh mong muốn từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết sẽ chuyển biến tốt để vụ mùa cuối năm thu hoạch được xứng đáng với công sức chăm sóc suốt cả năm.